nhằm ghi nhận tuyên dương các doanh nghiệp đã chấp hành tốt pháp luật, chăm lo tốt cho công nhân lao động. Chiều ngày 5 tháng 10, đoàn công tác do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho hai doanh nghiệp tiêu biểu tại huyện Bình Chánh được tuyên dương trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2020. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn giấy AFC chuyên sản xuất giấy cuộn carton và công ty cổ phần Sài Gòn Food. Đây là hai trong 25 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, tại công ty trách nhiệm hữu hạn giấy AFC, người lao động được hỗ trợ tiền cơm trưa giữa ca, tiền xăng xe, tiền chuyên cần, thưởng các dịp lễ Tết, chăm lo cho con công nhân và tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết. Riêng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thâm niên làm việc đủ 15 năm sẽ được công ty hỗ trợ thêm chi phí. Công ty cũng thường xuyên tổ chức cho người lao động nâng cao tay nghề trong nước và đi đào tạo tại nước ngoài. Tại đây, đoàn đã trao tặng bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu cho ông Vũ Minh Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giấy AFC. Cảm nhận thì thật sự là so với những doanh nghiệp đến ngày hôm nay thì mình được là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh thì rất là hân hạnh và xúc động. Tiếp tục đến thăm và chúc mừng công ty cổ phần Sài Gòn Food, đại diện đoàn công tác, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đánh giá cao những đóng góp vì cộng đồng chung tay chống dịch bệnh của công ty trong thời gian qua. Ngoài quan tâm tình hình sản xuất kinh doanh, công ty cũng tạo điều kiện để công nhân có môi trường làm việc tốt và có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Công ty cũng quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề, nâng lương theo bậc cho người lao động. Sài Gòn Food cũng là đơn vị tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết, tổ chức chuyến xe đưa đón người lao động về quê đón Tết trong nhiều năm liền. Với những đóng góp vì lợi ích lao động, ông Nguyễn Quang Trường, tổng giám đốc công ty đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cố gắng để mà giữ được cho cái công việc của người lao động mà ổn định, đó là một cái điều thách thức cho doanh nghiệp rất là lớn. Hàng ngày, hàng giờ là tất cả ban lãnh đạo công ty cùng với các anh chị em cán bộ công nhân viên là phải suy nghĩ làm sao để chúng ta được giữ được cái việc làm. Đó là một trong những cái việc mà nó khó lắm. Tuy nhiên đối với Sài Gòn Food đó là do là có được cái niềm tin của người tiêu dùng và có được cái sự tin tưởng của các cái khách hàng, do đó là Sài Gòn Food vẫn có thể đảm bảo được cái việc làm cho người lao động. Đây là những doanh nghiệp không chỉ chú trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh mà còn dành nhiều thời gian và chi phí để chăm lo cho cuộc sống của công nhân lao động. Những việc làm này đã tạo được tình cảm tốt đẹp của người lao động, giúp tăng sự gắn bó giữa công nhân lao động với doanh nghiệp, đồng thời góp phần không nhỏ trong công cuộc chung tay cùng công đoàn thành phố xây dựng nguồn nhân lực mạnh, có chất lượng trong thời gian tới.